Mình xin chào các bạn nha. Nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ check được bản quyền bài nhạc mà chúng ta ghép vào video để chúng ta đăng lên trên ứng dụng TikTok nha. Nếu như các bạn hay có thói quen là chúng ta đăng tải những nội dung video ngắn, chúng ta tự quay và sau đó thì chúng ta ghép nhạc vào để đăng lên ứng dụng TikTok và các bạn bị đánh bản quyền bởi những cái bài nhạc của các bạn, thì đây là cái cách để các bạn có thể check bản quyền được những cái bài nhạc trước khi mà các bạn đăng lên trên ứng dụng TikTok. Đầu tiên thì các bạn có thể là sử dụng ứng dụng TikTok này để tải một vài những cái bài nhạc về máy điện thoại của các bạn. Và cái này thì mình cũng đã có một video hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ tải nhạc từ video trên TikTok về cài làm nhạc chuông trên điện thoại rồi. Thì đối với một video trên TikTok, ví dụ như là mình chọn vào video này, thì mình sẽ bấm giữ vào màn hình điện thoại, sau đó thì mình sẽ nhấn vào phần là lưu video. Sau khi mà mình đã lưu được video thành công rồi thì mình có thể thoát ra ngoài. Mình vào cái ứng dụng tệp trên điện thoại Samsung của mình. Mình chọn vào phần file của bạn. Rồi trong cái mục file của bạn này thì nó sẽ có cái phần video mà mình vừa tải về trên ứng dụng TikTok, và mình có thể là phát vào để xem. Đó. Thì sau khi mà mình có video rồi thì mình muốn chuyển từ video này thành nhạc MP3 thì mình sẽ nhấn giữ vào đây. Sau đó mình nhấn vào phần nhiều hơn. Ở đây thì mình sẽ chọn là phần là đổi tên. Đó. Mà các bạn để ý cho mình nó sẽ có cái đuôi là MP4, tức là video, thì các bạn sẽ đổi thành MP3. Rồi. Sau đó các bạn nhấn vào phần đổi tên và các bạn chọn là phần thay đổi. Như vậy là các bạn đã đổi từ video thành nhạc bình thường. Rồi, bây giờ các bạn có thể là mở ứng dụng CapCut lên. Sau khi các bạn đã mở ứng dụng CapCut lên rồi thì các bạn có thể chèn nhạc vào cái video mà các bạn muốn đăng lên. Và trước khi mà các bạn đây, mình sẽ xóa cái video này đi. Mình nhấn vào phần xóa. Và bây giờ mình nhấn vào phần âm thanh. Mình sẽ chọn một bài nhạc trước khi mà mình chèn vào video của mình. Mình nhấn vào phần dấu cộng ở đây. Rồi, sau khi mà mình chọn một cái bài nhạc rồi, mình muốn chèn vào video của mình và mình muốn đăng lên trên nền tảng ứng dụng mạng xã hội TikTok, thì mình muốn kiểm tra xem là cái bản nhạc này có bản quyền hay không, mình bấm vào đây. Sau đó thì mình tiếp tục mình chọn vào phần bản quyền. Và nó sẽ đang chạy cái trình kiểm tra. Và sau khi nó kiểm tra xong thì nó sẽ thông báo cho mình là cái bài nhạc này mình có thể đăng lên trên video của mình trên TikTok hay không. Rồi, sau khi mà nó kiểm tra xong thì nó sẽ ghi cho mình cái phần thông báo là bạn có thể đăng video này. Bạn có thể đăng cái bài nhạc này lên trên video trên TikTok của các bạn. Đó. Thì các bạn có thể tiến hành là chỉnh sửa video. Sau đó thì các bạn sẽ xuất cái video này. Rồi sau khi các bạn xuất được xong thành công video thì các bạn sẽ tiến hành là đăng tải lên trên mạng xã hội TikTok của các bạn như bình thường nha.